Con đường của người đệ tử. Phần tiếp theo, chúng ta hiểu nghĩa chữ tinh luyện khi chúng ta xem xét những giai đoạn nội tiếp của sự sung sướng cá nhân, của việc làm bổn phận vì bổn phận và sau cùng sự hiến dâng trọn vẹn tất cả những gì ta có dưới hình thức của sự tự ý hy sinh. Đó là những giai đoạn mà người ta phải trải qua trên con đường tinh luyện. Nhưng bằng cách nào để đạt được một thứ tinh luyện, nó dắt ta đến những mức độ cao siêu, nó ban cho ta cả địa vị đệ tử mà tất cả những hoạt động của thế gian này phải dùng để đào luyện. Con người phải được tinh luyện toàn diện về thể chất cũng như về trí thức. Tôi không có thời giờ nhận mạnh về sự tinh luyện sắc thân, nhưng tôi cần nhắc quý huynh nhớ lại những giáo lý của kinh Thánh Sư Ca Bhagavad Gita. Những giáo lý đó nói rằng người ta có thể đi đến sự tinh luyện ấy bằng sự điều độ ở mọi sự, chứ không phải bởi một sự khổ hành nó hành hạ sát thân và hành hạ cả thượng đế người nơi đó. Như Đức Krishna đã nói, con đường đạo được thực hiện bằng cách kiểm soát bản thân một cách điều hòa, bằng cách chỉ ngừ những dục vọng thấp hèn của mình, bằng sự lựa chọn một cách điềm tĩnh, thức ăn tinh khiết, bằng sự luyện tập có chừng mực tất cả những hoạt động về thể xác để có thể huấn luyện một cách điều hòa và giữ cho có chừng mực những cơ năng của cả thân thể cho đến khi người ta có thể đặt sát thân dưới sự kiểm soát của ý chí và chân linh. Như vậy cho nên đời sống gia đình được ẩn định vì trừ một vài trường hợp hiếm có, con người chưa có thể theo con đường độc thân khó khăn. Sự độc thân của người Bà La Môn giáo không phải là dành để cho tất cả mọi người. Do đời sống gia đình, con người tập cho lòng dục của mình có điều độ, chứ không phải là tuyệt dục, một sự mà đa số người ta không thể thực hành được. Và nếu người ta cứ thử cố gắng trừ tuyệt nó bằng một sự quyết chí khinh suất, thì việc ấy sẽ gây ra một phản động lực xô đẩy kẻ dài dột và hổ truy lạc và sống một cuộc đời cuồng loạn. Vậy thì không phải cố gắng để nhổ tận gốc rễ hay trừ tuyệt sự ái ân một lần một, mà là cố gắng tập luyện dần dần cho có điều độ bằng cách từ bỏ những thú vui trong lòng. Nơi đó những dục vọng thấp hèn phải được tiết chế và có thói quen để cho những bản năng cao siêu điều khiển. Chúng nó phải từ bỏ các hoạt động cuồng loạn để rồi hoàn toàn phục tùng đấng duy nhất. Con đường hành động này khởi đầu như sau đây. Người chủ gia đình phải dần dần học cách tự kiểm soát bằng cách giữ cho có chừng mực trong mọi việc, y đem để những dục vọng thấp hèn của mình ở dưới quyền sai khiến của những bản năng cao siêu, và tự rèn luyện như vậy hàng ngày cho đến khi những bản năng ấy hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của ý chí. Như vậy, y tự tinh luyện sát thân và có thể tiến lên những mức cao siêu của con đường đạo, rồi y lại phải hoàn toàn tinh luyện những dục vọng thấp hèn của y. Một, sự nóng giận. Chúng ta hãy lấy vài thí dụ. Tôi muốn cho quý huynh 3 thí dụ để quý huynh có thể áp dụng chúng trong đời sống. Chúng ta hãy thí dụ tật hay giận dữ và thử xem xét tánh này có thể biến đổi cách nào trên con đường hành động để trở thành một tánh tốt. Sự giận dữ là một sức mạnh tuôn ra từ con người để sinh ra những ảnh hưởng xung quanh nó. Ở con người kém mở mang, vậy tập luyện sự tức giận này là cuồng tính. Nó lấy nhiều hình thức khác nhau làm đổ vỡ những gì chống đối với nó và rất ít lo để những phương tiện mà nó sử dụng. Nó chỉ cột xua đuổi tất cả những gì chống đối với sự thỏa mãn ý muốn của nó. Ở trong trạng thái này, cái sức mạnh thiên nhiên đó có tính cách vô trật tự và tàn phá. Và ai muốn đi theo con đường hành động chắc chắn là phải chinh phục nó. Vậy y phải chinh phục và huấn luyện sự giận dữ này bằng cách nào? Thoạt đầu y phải loại ra mọi yếu tố cá nhân khi y bị nhục mạ, hay phải chịu một sự thiệt hại cá nhân thì y tập không cảm thấy sự nhục mạ hay sự thiệt hại đó.
Ấy là cái điều mà đa số quý huynh phải làm. Nếu một người nào cư xử không phải hay bất công với huynh thì huynh sẽ làm gì? Có thể huynh tự để cho sự tức giận lôi cuốn mình và đánh người ấy. Một người đã lường gạt huynh ư? Để trả thù, huynh tìm cách làm cho y bị thiệt hại và sẽ lợi dụng y. Y phản bội huynh ư? Huynh sẽ tấn công y ở phía sau và tìm cách làm hại y. Theo cách ấy, sự giận dữ sinh ra những sự tai hại. Và ở mọi phía, người ta chỉ trông thấy sự tàn phá trong xã hội loài người. Chớ đáng lẽ ra xã hội phải tốt đẹp nhiều hơn nữa? Phải tinh luyện tật xấu này bằng cách nào? Tất cả các vị đại sư đã trả lời câu hỏi này khi các ngài dạy con đường hành động. Các ngài đã chỉ bảo bằng cách nào những hành động thực hiện trong thế giới loài người có thể phụng sự thiên ý. Huynh hãy nhớ rằng sự tha thứ khi bị nhục mạ là một trong 10 bổn phận mà luật của Đức Bàn Cổ bắt buộc chúng ta phải theo. Huynh hãy nhớ đến lời nói của Đức Phật khi ngài dạy: lấy ân đáp oán, cải oán mới tiêu. Lấy oán đáp oán, cải oán không dứt. Huynh cũng nhớ rằng Đức Gia Tô cũng lấy cảm hứng ở tư tưởng ấy khi ngài nói: các con đừng để cho điều ác làm chủ mình, nhưng các con hãy lấy điều thiện mà thắng phục điều ác. Đó là con đường hành động. Huynh hãy tha thứ khi bị nhục mạ, hãy mang tình thương yêu mà đáp lại oán thù, hãy ngự trị điều ác bằng điều thiện. Bằng cách đó, huynh sẽ loại bỏ ra ngoài cái yếu tố cá nhân. Huynh sẽ không giận dữ nữa khi người ta làm thiệt hại mình. Một khi huynh đã loại trừ cái yếu tố cá nhân đi rồi, thì ở lòng huynh, sự giận dữ không còn mang các hình thức thấp thỏi ấy nữa. Nhưng một thứ giận dữ khác, có tính cách cao thượng hơn, có thể còn sót lại. Huynh thấy người ta hành hạ một con vật và huynh bực tức đối với ai đã độc ác như vậy. Huynh thấy người ta hà hiếp một kẻ đáng thương và huynh tức giận kẻ hà hiếp. Đó là sự tức giận vô tư kỳ. Sự tức giận này cao thượng hơn sự tức giận vì yếu tố cá nhân và là một giai đoạn cần thiết trong sự tiến hóa của nhân loại. Cảm thấy một sự tức giận đối với người làm ác như vậy còn cao thượng hơn, tốt đẹp hơn 1000 lần sự thản nhiên lạnh lùng viện cớ rằng sự đau khổ mà người ta phải chịu đựng không gợi lòng thiện cảm của mình. Sự tức giận vô tư kỷ này với một tính cách cao thượng thiệt là thanh cao hơn sự lạnh đạm thờ ơ, nhưng đấy chưa phải là cái hình thức cao cả nhất của nó. Đến lượt nó phải được biến đổi thành một tâm tánh tự nhiên khiến cho huynh xử sự công bình đối với kẻ mạnh cũng như đối với kẻ yếu, khiến cho huynh phàn nàn giúp kẻ cường bạo cũng như kẻ bị hà hiếp, làm huynh hiểu rằng kẻ cường bạo đã tự làm hại mình nhiều hơn là làm hại kẻ bị hà hiếp, khiến huynh thương dùm y cũng như thương dùm nạn nhân của y. Nó làm cho huynh thương xót và đối xử công bình với kẻ áp chế lẫn kẻ bị áp chế. Người tinh luyện tật giận dữ đến mức đó đã diệt trừ được sự ác, vì làm chấm dứt sự ác là bổn phận y. Nhưng y còn từ bi đối với kẻ làm ác, vì kẻ này cũng cần được giúp đỡ và dạy đỡ. Như vậy, một sự tức giận muốn trả thù, một sự nhục mạ cá nhân trở thành một sự công bình, nó chấm dứt mọi điều ác. Nó che chở cả kẻ mạnh lẫn kẻ yếu. Đó là sự tinh luyện trong thế giới của những hành vi, đó là những sự cố gắng hàng ngày. Nhờ đó mà cái bản tính thấp hèn được tinh luyện để cho sự hợp nhất có thể thực hiện được. 2. Tình yêu. Rồi chúng ta lấy tình yêu làm thí dụ. Thoạt đầu ta thấy nó ở trong cái hình thức thấp thỏi nhất, thô kịch nhất, đó là dục vọng tầm thường theo thủ tánh giữa hai giống nam và nữ. Cái lòng dục này không đếm xỉa gì đến tình nết của người được thương yêu, không kể gì đến cái vẻ đẹp trí thức và đức hạnh, nhưng chỉ trìu mến vẻ đẹp của thể xác, chỉ nhớ tới sự hấp dẫn và thú vui xác thịt. Đó là lòng dục dưới cái hình thức thấp thỏi nhất của nó.
Người ta nghĩ đến mình và chỉ nghĩ đến mình thôi. Người đi theo con đường hành động tinh luyện lòng dục này, y biến đổi nó thành ra thứ tình yêu thúc đẩy y từ hy sinh cho người yêu. Y làm đủ đầy bổn phận gia đình và coi sóc vợ con, và làm đủ mọi chuyện mà y có thể làm cho vợ con y, bằng cách hy sinh sự vui thích riêng của mình, hy sinh cả những lúc nhàn rỗi cùng sự thỏa mãn riêng tư của mình. Y làm việc để nâng cao tình trạng gia đình, để có thể tự y chu cấp cho gia đình những thứ cần thiết. Ở lòng y, tình yêu thương không phải chỉ hàng đình trong sự tìm kiếm thú vui riêng tư, nhưng là sự cố gắng giúp đỡ những người mà y yêu mến, hứng chiều lấy những sự không may, hăm dọa họ, để họ được che chở, dung thử và cứu rỗi. Khi theo con đường hành động, con người tinh luyện tình thương yêu của mình, lọc sạch hết mọi yếu tố ích kỷ, và cả sự trước kia chỉ là một lòng dục có thủ tính đối với người khác giống, nay thành tình yêu của người chồng, của người cha, của người anh cả, của người họ hàng, làm bộ phận mình bằng cách làm việc cho những kẻ mà mình yêu thương, để cho đời sống của họ có thể trở nên êm ấm hơn, sung sướng hơn. Đến đây mới bắt đầu giai đoạn cuối cùng mà tình yêu được gột bỏ mọi tính cách vị kỷ và ban rải cho tất cả mọi người. Nó không còn chỉ ban rải trong cả vòng gia đình chật hẹp, nhưng ở mỗi người mà nó gặp, nó trông thấy một kẻ phải giúp đỡ. Ở mỗi người đời khác, nó trông thấy một huynh đệ phải nuôi dưỡng. Ở mỗi người phụ nữ bị ruồng bỏ, nó trông thấy một người em gái phải cứu vớt. Có người được tinh luyện như vậy trở thành người cha, người anh, người bạn của tất cả những kẻ yếu cô độc. Không phải vì y thương yêu họ một cách vị kỷ, nhưng vì yêu thương họ trong lý tưởng, và y chỉ tìm cách ban rải tình yêu vì tình yêu, chứ không phải vì sự vui được người ta thương yêu lại. Tình yêu trong sự biểu lộ cao thượng nhất của nó, tình yêu phát sinh ra trong con đường hành động không đòi hỏi một sự gì để đổi chặt lại điều nó đã cho ra. Nó không tìm kiếm sự biết ơn, nó không mong muốn được người ta nhận biết, nó muốn tự giấu mình đi. Khi từ trong bóng tối ban rải ra để người ta không nhận thấy, thì nó sung sướng hơn là khi hành động để người ta chú ý đến và khen ngợi. Sau cùng, tình yêu được tinh luyện hoàn toàn khi nào nó trở thành một thứ tình thiêng liêng. Khi nó cho ra là vì bản chất nó là ban rải hạnh phúc, nó không còn đòi hỏi gì cho chính mình nữa, nhưng chỉ tìm cách làm cho kẻ khác được sung sướng. 3. Sự tham lam. Về tật thèm muốn và tham lam thì cũng thế. Có người làm ra tiền để có thể tự kiếm cho mình những sự sung sướng. Họ mong muốn có tiền để trở nên có thể lực. Họ ráng kiếm tiền để tiến lên cao trong xã hội. Thoạt đầu họ tinh luyện cả hình thức thứ nhất của tật thèm muốn ấy, và mong mỏi có tiền bạc để gia đình được hạnh phúc hơn, để điều vị gia đình được tốt đẹp hơn, để gia đình khỏi bị đau khổ và thiếu thốn. Như vậy họ bớt ích kỷ hơn khi trước. Họ còn đi xa hơn nữa và tham vọng tăng thêm phương tiện của mình để có thể dùng vào việc thiện, để có thể làm điều ích lợi trong một phạm vi rộng hơn gia đình. Và sau cùng, cũng như ở trường hợp của tình yêu, họ tập cho ra mà không thu nhận cái gì để bù lại. Họ tập muốn có trí thức và của cải, không phải là để giữ lấy mà để ban rải, không phải để hưởng thụ mà để phát ra khắp nơi. Bằng cách ấy, tánh ích kỷ được diệt trừ. Có bao giờ quý huynh tự hỏi rằng tại sao đấng mà người ta gọi là Mahadeva, đại thiên thần, lại ở một xứ nóng như lửa? Người ta phải nghĩ rằng thật là kỳ mà đấng tối cao là tượng trưng của sự tinh khiết lại ở một nơi như thế. Câu nói bóng gió miền viêm địa có ẩn ý về đời sống con người, và tại miền viêm đài này là nơi Đức Thượng Đế Shiva ngự trị, tất cả những gì thấp hèn trong đời sống con người đều bị lửa đốt cháy rồi. Nếu Thượng Đế Shiva không ngự nơi này,
mọi cặn bã của đời sống thế gian còn lại sẽ sình ương lên, thổi tha đi để thành nguyên nhân của mọi sự nguy hại, lan tràn khắp mọi nơi, sinh ra bệnh tật và sự thổi tha. Nhưng trên miền viêm địa của Ngài ở, những ngọn lửa của Ngài xuyên qua từ đầu này đến đầu kia, tất cả những gì ích kỷ, tất cả những gì riêng tư, tất cả những gì có bản chất thấp hèn đều bị cháy rùi. Người hành giả được tinh luyện do những ngọn lửa hồi sinh ấy, không còn mang dấu của yếu tố cá nhân, vì những ngọn lửa thiêng liêng đã đốt tiêu những dục vọng thấp hèn và không còn để lại một sự gì có thể nhiễm độc hay là làm cho đau ốm. Vì vậy, người ta gọi Ngài là đấng phá hoại mọi sự gì ti tiện để sự phục sinh có thể thực hiện được. Vì lúc nguyên thủy, linh hồn sinh ra từ những ngọn lửa của Ngài, và chính tại nơi miền viêm địa ấy mà chân linh được tinh luyện. Theo cách đó, những bước đầu tiên này dẫn huynh đến cả địa vị thiệt thọ của người đệ tử. Huynh đã tìm sư phụ trong linh điện, nơi linh thiêng nhất trong mọi nơi linh thiêng, đức sư phụ của nhân loại ngự tại nơi đó. Ngài là những nấc thang đầu tiên mà huynh phải trèo, ấy là con đường mà huynh phải theo. Quý huynh là những người sống giữa xã hội, bị những dây chuyền ngài ràng buộc, bị chi phối bởi những nhu cầu của đời sống xã hội, chính trị. Và tuy vậy, từ nơi đại lòng, quý huynh vẫn mong ước đến con đường chân chánh, đến sự hiểu biết thuộc về đời sống vĩnh viễn trường tồn, chứ không phải về đời sống phù du giả tạm. Nếu mỗi người tự do xét kỹ nơi thâm sâu của lòng mình, thì sẽ tìm thấy ở đấy sự nồng nhiệt muốn học hỏi thêm mãi, muốn sống cao thượng hơn là nếp sống từ trước đến giờ. Huynh có thể hình như quyền luyện sự vật ở thế gian và trừ mệnh chúng thật tình do cả bản ngã thấp thỏi của huynh. Nhưng trong lòng của mỗi người Ấn Độ chân chánh chưa hoàn toàn từ bỏ tôn giáo và sự sợ của mình, luôn luôn có một hoài vọng về một lý tưởng cao thượng hơn là ở cõi đời này. Một ý muốn dù yếu đuối đến đâu, mặc dù đó chỉ do những tục lệ cổ truyền của dị vãng, một ý muốn được trông thấy sự Ấn Độ trở nên cao quý hơn hiện giờ và dân tộc Ấn xứng đáng hơn với dị vãng của họ. Đó là con đường mà quý huynh phải bắt đầu nói theo. Một quốc gia chỉ có thể cao cả nếu con dân của quốc gia ấy cao cả. Một dân tộc không thể nào hùng cường nếu những cá nhân trong dân tộc nghèo hèn và sống một đời ích kỷ. Quý huynh phải khởi hành từ cái điểm của quý huynh đến hiện giờ, từ cuộc đời mà quý huynh đang sống hiện giờ, và quý huynh sẽ tiến đến gần đường đạo bằng cách tuân theo cả lối sống mà tôi vừa tả qua loa cho quý huynh thấy. Quý huynh hãy để cho tôi chấm dứt bằng cách nhắc cho quý huynh rõ con đường đào sẽ dẫn ta tới đâu. Tuy rằng trong những bài diễn văn sau này đọc trước quý huynh, tôi phải cùng quý huynh tiến đến gần nó. Con đường đào dẫn đến sự hợp nhất, con đường hành động mà chúng ta vừa học dẫn đến sự hợp nhất do những sự hành động. Còn các nấc thang khác phải vượt qua, nhưng trước hết, hợp nhất nghĩa là gì? Quý huynh còn nhớ, Đức Krishna miêu tả con người đã thoát khỏi những đặc tánh của vật chất Gunas, đã xứng đáng uống nước cam lồ, trường sinh bất tử và sẵn sàng hiểu biết đấng tối cao, sẵn sàng hợp nhất với Ngài. Y chỉ biết có một yếu tố duy nhất là những Guna. Nhưng y biết trên cao kia còn có cả gì nữa. Y trông thấy những Guna tác động, nhưng khi không có chúng, y cũng không muốn có chúng làm gì. Mà khi có chúng, y cũng không xua đuổi chúng. Y vẫn hoàn toàn thăng bằng giữa bạn và thù, hoàn toàn thăng bằng trước sự khen ngợi và chê bai. Tự tin, y coi mọi vật như nhau. Y nhìn một cục đất cũng như một đống vàng, nhìn bạn cũng như nhìn thù. Y cư xử với mọi người cùng một cách, vì y đã vượt có khỏi những guna và không thể còn mắc vào những ảo ảnh của chúng nữa. Đó là cái mục đích mà chúng ta đang tìm kiếm. Đó là những nấc thang đầu phải trèo để tới con đường đạo. Nó dẫn chúng ta lên cao nữa.
Khi chưa vượt qua những mức này thì không thể có một sự tiến bộ nào cả. Nhưng khi người ta vượt khỏi rồi thì sự nhập đạo thiệt thọ càng ngày càng rõ rệt. 2. Những đức tánh cần thiết. Kiểm soát tư tưởng, tham thiền, lập hành. Thưa quý huynh, cái khía cạnh đặc biệt của vấn đề mà chúng ta phải giải quyết hôm nay có liên quan đến những đức tánh cần thiết để thành một người đệ tử. Tôi sẽ bắt đầu diễn giải cho quý huynh rõ luật luân hồi và những phương tiện khiến cho mỗi người nhận định được cái gì là đức tánh của người đệ tử và chọn lấy mục đích ấy cho đời sống vị lai của mình. Quý huynh hãy nhớ những điều tôi đã nói hôm qua về những giai đoạn khác nhau của sự hành động. Một người bắt đầu hành động với mục đích làm thỏa mãn những dục vọng thấp hèn của y và để thâu hoạch được những lời lộc thế gian. Rồi thế nào, sự thực hành con đường hành động dần dần dạy y hoạt động, không phải với mục đích được lời lộc cho bản thân, nhưng chỉ để làm bổn phận mình. Như vậy là hợp nhất với định luật và như thế tham dự một cách có ý thức vào cái công trình vĩ đại của thế gian. Sau lại tôi đã nói với quý huynh rằng có một giai đoạn cao hơn những giai đoạn này, một giai đoạn trong đó sự hy sinh được thực hiện không phải như một bổn phận mà thôi, mà là một sự hiện dân vui vẻ tất cả mọi cái gì mà con người đang có. Lẽ cổ nhiên là khi nào con người tìm cách đi đến giai đoạn này, khi làm một việc không phải chỉ vì đó là bổn phận của y phải làm, nhưng vì y muốn hiện dân tất cả thân thể và tài sản để phụng sự đấng tối cao. Lẽ cổ nhiên chỉ lúc ấy y mới có thể dứt khoát với những sự ràng buộc của dục vọng và được giải thoát khỏi vòng luân hồi. Cái điều nó lôi kéo con người và bắt con người phải luân hồi xuống thế gian đã là ý muốn thù hưởng những của cải mà người ta có thể tìm thấy ở thế gian, ý muốn làm được mọi việc mà người ta có thể làm ở nơi đó. Bất cứ ai có những tham vọng hồng trần, bất cứ ai đặt một mục đích hồng trần cho đời mình thì lại cố nhiên là bị những ý muốn ấy buộc chặt. Khi mà những dục vọng con người còn nhắm vào những điều mà cõi hồng trần có thể cung cấp cho y thì y còn phải xuống thế gian để thỏa mãn những dục vọng ấy. Khi mà chỉ một nỗi vui hay một vật thuộc về đời sống phù du, đời sống vật chất ở thế gian còn có quyền lực lôi cuốn y thì nó cũng có quyền lực trói buộc y. Nói một cách khác, mọi dục vọng đều trói buộc linh hồn và dẫn linh hồn đến nơi nào mà nó phải được thỏa mãn. Bản chất của con người vốn thiêng liêng và con người giống như một vị thượng đế. Cho đến đổi cảnh sức mạnh tự ý phát ra mà chúng ta gọi là dục vọng, có quyền lực tự thỏa mãn, nó muốn điều gì là được điều nấy, nó muốn cái gì thì tạo hóa cho nó cái nấy, đúng lúc thích nghi. Khi đến giờ, đến lúc, vì thế cho nên, như người ta thường nói, con người làm chủ số kiếp của mình. Và tất cả những gì mà y đòi hỏi nơi vũ trụ sẽ cho y. Lẽ đương nhiên y sẽ hái được kết quả của những điều y muốn tại cảnh giới của vũ trụ nơi đó chúng ta đã nảy sanh. Như vậy, nếu những dục vọng của y thuộc về cõi hồng trần thì y phải trở lại cõi hồng trần để dục vọng y có thể được thỏa mãn. Con người cũng bị trói buộc vào vòng luân hồi. Bởi những dục vọng chỉ có thể được thỏa mãn trong những cảnh giới phù du thỉnh thoảng ở bên kia cửa tử. Những cảnh giới phù du ở bên kia cửa tử, như chúng ta biết, đều dẫn dắt chúng ta đến sự luân hồi tại thế gian này. Cho nên nếu những sự ước vọng của con người nhắm vào nỗi vui của thiên đường, nếu y mong mỏi hãi tại một cảnh giới cũng phù du như y, những kết quả của đời sống tại thế gian này, và nếu ý khước từ những thú vui hồng trần với mục đích nhất định là đạt được những sự vui ở thiên đường, thì những sự vui này sẽ là phần thưởng do những cố gắng ấy mà có, và phần thưởng này sẽ ban cho y vào đúng lúc thích hợp, vào lúc thích hợp đúng kỳ. Nhưng vì rằng thiên đường cũng là cõi giả tạm phù du, cho nên y rụt cuộc cũng chỉ chọn con đường gọi là con đường ảo mộng, con đường của mặt trăng.
dẫn đến sự luân hồi. Quý huynh cũng nhớ câu mặt trăng là cửa dẫn đến thiên đường. Như vậy, khi từ giả thiên đường, linh hồn con người là trở lại cõi hồng trần của thế nhân, do đó mà dục vọng dù có được thỏa mãn ở cõi này hay cõi khác cũng phù du giả tạm như nhau, trói buộc linh hồn vào bánh xe luân hồi. Và vì lý do đấy mà kinh sách đã viết rằng linh hồn chỉ có thể giải thoát khi những dây trói buộc của lòng bị cắt đứt. Sự giải thoát hoàn toàn trong một thời gian có thể đạt được do sự tuyệt trừ những dục vọng ấy. Không cần làm một việc gì có tính cách thật cao thượng, không cần phải đạt đến một mức độ rất cao trong sự tiến hóa của linh hồn, không cần phải phát triển mọi năng khiếu thiêng liêng ẩn tàng trong lương tri con người, không cần phải lên đến chót đỉnh cao cả, nơi đó có các đấng giáo chủ và các vị hộ trì của nhân loại người trì. Nếu muốn, con người có thể được hưởng một sự giải thoát thiệt ích kỷ. Nó đem y lên cao hơn cả thế gian đau khổ này, nó cắt đứt mọi dây trói buộc y vào cái cảnh giới sinh tử này, nhưng y không giúp đỡ người khác, không cắt đứt dây trói buộc cho họ, không giải thoát họ. Đó là một cách giải thoát có lợi cho cá nhân chứ không phải cho toàn thể. Một sự giải thoát do đó cá nhân từ bỏ nhân loại để mặc nhân loại tự vạch lấy con đường mà đi. Tôi biết rằng rất nhiều người không có ước vọng nào cao hơn thế. Rất đông là những người chỉ tìm sự giải thoát cho mình, không nghĩ đến người khác. Như tôi đã nói, cái mục đích ấy rất dễ đạt được. Muốn như vậy, chỉ cần nhận định được cái tính chất phù du giả tạm của sự vật tại thế gian, cái tính cách ảo mộng của những tham vọng mà thế nhân vuốt ve hàng ngày. Nhưng rốt cuộc sự giải thoát ấy chỉ dài được một thời, có lẽ một đại kiếp, rồi sau con người vẫn bị bắt buộc phải trở lại. Như thế, tuy đã lìa bỏ cõi thế gian này, nhưng linh hồn vẫn còn phải trở lại trong một cuộc tuần hoàn vị lai để tiến lên một bước nữa cho đúng với kiếp số thiêng liêng thật sự của con người. Ấy là sự tiến hóa của lương tri nhân loại trong cái đài lương tri của vũ trụ, mà nhiệm vụ là giáo huấn, phù trợ và điều khiển những thế giới vị lai. Bây giờ tôi xin nói đến những linh hồn khôn ngoan và đại lượng hơn. Họ tuy muốn cắt đứt những dây trói buộc của dục vọng, nhưng không phải để chính mình thoát khỏi những khó khăn của đời sống hồng trần, mà để có thể theo đuổi con đường cao siêu, cao thượng, gọi là con đường của kẻ chỉ nguyện muốn làm đệ tử. Để theo những đỉnh cao cả, các ngài đã đặt con đường ấy vừa tầm sức của nhân loại. Những linh hồn này tìm những vị chân sư sẵn sàng thâu nhận những ai đủ tư cách để theo con đường ấy, không phải với mục đích duy nhất là từ giải thoát, không phải để thoát khỏi mọi sự lo và những đấng cụ thể. Những linh hồn này hoàn lại cho toàn thể thế giới những gì mà con người đã nhận được của các chân sư tiền phong. Cả địa vị đệ tử này được ghi trong những đài thánh kinh của thế giới. Sự tìm một sư phụ giáo huấn loài người là một lý tưởng của những linh hồn cao thượng và tiến hóa nhất. Họ đã tìm cách thực hiện thiên ý ở thế giới ngoài cảnh này. Quý huynh hãy lấy bất cứ thánh kinh nào và hãy xem coi cách giải bày về vấn đề này ra sao. Quý huynh hãy coi hết kinh Upanishad này cho đến kinh Upanishad khác, và hãy coi ở đấy người ta nói về sư phụ làm sao, và người chỉ nguyện muốn làm đệ tử được khuyến khích để kiếm và tìm thấy ngài bằng cách nào. Đó là điều mà hôm nay tôi muốn nói với quý huynh, nói về các đức hạnh cần phải có để trở thành một người đệ tử, nói về những sự gì phải làm trước khi được thu nhận làm đệ tử, về những điều gì phải hoàn tất trước để cho việc đi tìm chân sư có thể may ra thành công, về những việc gì phải làm ở thế gian trong đời sống tầm thường của mọi người, bằng cách xem cuộc đời như một trường học, như là một nơi ở đó người ta học những bài yếu lược, như là một nơi để cho con người học những đức tính cần thiết để xứng đáng đi đến chân các vị đại sư. Các ngài sẽ ban cho y sự phục sinh thật sự. Sự phục sinh này được tượng trưng trong mọi tôn giáo công truyền bởi một nghi lễ nào đấy.
Từ nó thì chẳng có gì thiêng liêng, nhưng rất thiêng liêng ở cái điều mà nó tượng trưng vậy. Huynh sẽ thấy trong Ấn Độ ngữ danh từ được sinh ra lần thứ hai có hàm nghĩa là người ta không phải chỉ được sinh ra do một người cha và một người mẹ xác thịt, mà còn được sinh ra lần thứ hai nữa, lần này do chân sư ban cho linh hồn. Điều này được tượng trưng bởi sự điểm đạo cho người con trai do vị thầy của gia đình hay do người cha. Điều này khiến cho ở thế gian người ta gọi y là người sinh hai lần. Nhưng ở những thời xưa cũng như ở thời nay, đã có và hiện đang có một sự điểm đạo thật sự. Nó sinh ra mọi nghi lễ bề ngoài có một sự điểm đạo thiệt thà. Nó không phải chỉ là sự thu nhận vào một giai cấp bề ngoài, nhưng nó cho ta một sự phục sinh thiêng liêng thật sự. Sự điểm đạo do một vị đại sư thay mặt cho đấng tối cao, đấng duy nhất được phép điểm đạo cho nhân loại. Chúng ta thấy những kinh sách có thuật lại những cuộc điểm đạo ấy. Chúng ta biết rằng những sự điểm đạo ấy hiện vẫn còn. Toàn thể lịch sử chứng minh sự ấy có thiệt. Ở Ấn Độ có những đền đài mà phía dưới đất lại có những thánh điện để dùng cho những cuộc điểm đạo cổ thời mà hiện nay dân chúng không biết đến. Chỗ này được giấu kín để tránh những cặp mắt tò mò của người trần. Những thánh điện ấy hiện giờ vẫn còn, và những kẻ xứng đáng vẫn còn có thể bước qua ngưỡng cửa các nơi đó. Mà không phải chỉ ở Ấn Độ mới có những thánh điện kiểu ấy. Nước Ai Cập thời cổ cũng có những hầm kín dùng để điểm đạo và những kim tự tháp hùng vĩ. Trong một vài trường hợp, bao phủ thánh điện cổ thời nay được che kín không cho con mắt của người đời thấy được. Những cuộc điểm đạo cuối cùng của quý huynh thấy ghi ở lịch sử Hy Lạp và lịch sử xứ Ai Cập như là sự điểm đạo của các nhà hiền triết đều diễn ra tại các đền đài phía ngoài mà dân chúng không biết. Những đền đài này bao phủ những thánh điện chánh thức của sự điểm đạo, không phải nhờ khoa học bề ngoài mà được quyền bước qua ngưỡng của những thánh điện thiệt thà này. Thí sinh bắt buộc phải có đủ những điều kiện nêu ra từ ngàn xưa và bây giờ cũng còn y như ở thời trước vậy. Và nếu toàn thể lịch sử chứng minh rằng sự điểm đạo có thiệt, thì cũng chứng minh rằng người được điểm đạo có thiệt. Đứng đầu của bất cứ tôn giáo lớn nào cũng có những vị siêu phàm cao hơn người trần tục, những vị đã viết ra những thánh kinh cho các dân tộc mà lịch sử đã miêu tả như vượt khỏi những kẻ đồng thời bởi sự hiểu biết sâu xa những vấn đề tinh thần. Sự hiểu biết này đã bao quanh các ngài một vòng hào quang, nhờ huệ nhãn các ngài thấy được và chứng minh được những điều các ngài đã thấy. Quả thật có một điều mà chúng ta thường thấy ở những đại chân sư mà các ngài không chủ trương, mà các ngài quả quyết, các ngài không thảo luận mà các ngài tuyên bố, các ngài không đi đến kết quả bằng những phương pháp lý luận mà bằng trực giác thiêng liêng. Các ngài hiện đến và nói ra một cách có uy tín, một uy tín được chứng minh bằng chính những lời nói của các ngài. Và lòng con người nhận biết được chân lý của những điều các ngài giáo hóa. Dù các ngài có vượt lên đến những cảnh giới cao siêu mà trí thông minh của con người không hiểu nổi, ở trong lòng mỗi người luôn luôn có cái động lực thiêng liêng mà các thánh sư không ngờ cười đến. Nó tiếp đón sự dạy dỗ về tinh thần. Mặc dù trí thông minh không đủ sức để có thể phân biệt cả chân lý mà tinh thần nhận thấy, những vị thánh sư này đã được ghi trong lịch sử như là những bậc thầy cao cả, cùng với những vị mà lịch sử nói đến như là những nhà đại hiền triết. Các ngài toàn là những vị đã được điểm đạo, đã vượt lên cao hơn những người thường. Các vị này bây giờ hiện còn sống cũng như các ngài đã sống từ ngàn xưa. Thiệt vậy, sự chết làm sao có thể xâm phạm đến các vị đã thắng được cả sự sanh lẫn sự tử, đã làm chủ được cả cái bản năng thấp hèn. Sự tiến hóa của các ngài đã đưa các ngài lên mức cao tột. Trong những thế kỷ đã qua, có những vị thuộc về nhân loại chúng ta, có những
vì thuộc về những nhân loài sinh trước chúng ta, vài vị trong số các ngài từ những thế giới hay là những hành tinh khác mà đến cõi trần. Trong thời nhân loài chúng ta hãy còn ở vào thời kỳ ấu trì, những vị khác đã trưởng thành khi nhân loài này đã đi được một đoạn khá dài trên con đường tiến hóa để có thể tự sản xuất cho mình những vị được điểm đào, những vị thánh sư của nòi giống chúng ta để giúp cho nhân loài tiến tới, mà chính các ngài là những phần tử trong đó. Khi một người đã đi hết một con đường đào và đã tới mục đích này thì sự chết không còn có một quyền năng gì đối với ngài, vì ngài đã đạt đến cõi trường sinh bất tử vậy. Chỉ một việc lịch sử nói đến các ngài là một sự bảo đảm về đời sống hiện tại của các ngài rồi. Điều này đủ chứng minh rằng các ngài vẫn còn, không cần đến sự làm chứng càng ngày càng nhiều của những ai đã tìm thấy và đã biết các ngài, đã được các ngài dạy bảo và đã học hỏi dưới chân các ngài. Thật vậy, trong thời đại của chúng ta hiện giờ, người học đạo vẫn tìm thấy, hết người này đến người khác, con đường đạo cổ thời, đến bây giờ họ vẫn còn tìm thấy. Kẻ trước, người sau, cái con đường đạo gay go, mỏng như lưỡi dao cào, đã nâng con người lên và khiến y có thể đi vào con đường của người chỉ nguyện muốn làm đệ tử. Khi một người trong bọn họ khám phá ra con đường này, y thành một nhân chứng có thể tuyên bố sự xác thực của những kinh sách ngày xưa. Và sau khi y đã đi vào con đường này rồi, y có thể vượt qua tất cả mọi giai đoạn của nó. Bây giờ chúng ta hãy xác định đức tính cần thiết để có quyền bước vào con đường đạo. Trong những đức tính này, đức tính thứ nhất phải được phát triển ít nhất cũng đến mức thật cao trước khi con người có thể khởi sự ước ao được thu nhận làm đệ tử. Cả đức tính đầu tiên ấy, người ta gọi nó là sự kiểm soát cá trí. Và nhiệm vụ đầu tiên của tôi là giải nghĩa cho quý huynh một cách rất rõ ràng rằng sự kiểm soát cá trí là gì, cá trí mà ta phải kiểm soát là gì và lấy cái gì mà kiểm soát nó. Chúng ta đừng quên rằng đối với đa số quần chúng, cá trí tức là con người. Khi người ta nói đến mình thì người ta nói đến cá trí của người ta vậy. Khi người ta nói tôi thì người ta đồng hóa cái tôi ấy với cá trí, cái thức thông minh hiểu biết vậy. Và khi con người nói tôi nghĩ, tôi cảm xúc, tôi biết, nếu hơn tìm kiếm một cách cẩn thận mà y gán cho những chữ đó thì Huynh sẽ thấy rằng ý nghĩa này không vượt qua giới hạn của trạng thái tâm thức y khi y còn thức dậy. Đó là điều mà y thường hiểu về chữ tôi. Thật vậy, những ai học hỏi chính chắn đều biết rằng cái tôi ấy là ảo tưởng cho đến mức nào. Nhưng tuy biết như vậy, dưới hình thức một định lý trí thức, họ không lấy đó là một trong những chân lý thực tế của đời sống. Với tư cách của nhà triết học, họ thừa nhận định lý này, nhưng họ không lấy đó làm căn bản của đời sống của họ ở thế gian. Để chúng ta có thể hiểu một cách rõ ràng sự kiểm soát cá trị là gì và chúng ta có thể kiểm soát nó bằng cách nào, chúng ta hãy thử xét cả việc mà người ta gọi là sự tự chủ. Khi ta nói về một người ở trong thiên hà, chúng ta sẽ thấy rằng sự tự chủ này còn thiếu sót đến đâu khi ta so sánh nó với cả đức tính cần phải có của người chỉ nguyện muốn làm đệ tử. Khi ta nói rằng một người tự chủ được, ta muốn nói rằng cả trí của y mạnh hơn những dục vọng của y. Nếu ta lấy cái bản thể thấp thỏi của y, những dục vọng và những cảm xúc của y, rồi ta đem cái bản chất trí thức của y, sự thông minh của y, cái ý chí và cái quyền năng lý luận của y mà chống chọi lại, thì những năng khiếu sau này sẽ thắng những dục vọng nói trên. Nói tóm lại, trong lúc bị quyến rũ hay đứng trước một sự khêu gợi dục vọng mình, y có thể nói rằng không, tôi không muốn nhường bước. Tôi sẽ không để cho những dục vọng của tôi lôi cuốn tôi.
tôi sẽ không để cho những giác quan của tôi ngự trị. Những giác quan này chính là những con ngựa kéo cái xe của tôi. Trong khi đó tôi là người đánh xe. Tôi sẽ không để cho chúng phóng nước đài trên đường lộ mà chúng đã lựa chọn. Như thế, chúng ta nói rằng người này tự chủ. Đó là cái ý nghĩa thông thường của những chữ này. Và chúng ta hãy ghi nhớ, sự tự chủ này là một đức tính rất đáng khen. Nó tượng trưng một giai đoạn mà người ta, mà mọi người phải trải qua. Có người phóng đạn, không kỳ cương, hoàn toàn ở dưới sự chỉ ngự của giác quan. Dĩ nhiên là phải cố gắng nhiều lắm trước khi có thể đạt được cái tính tự chủ này. Nhưng còn phải cố gắng nhiều hơn thế nữa. Khi ta nói đến một người có ý chí cương quyết và một người có ý chí yếu đuối, ta thường muốn nói rằng người cương quyết là người đứng trước những sự quyến rũ và những nỗi khó khăn thường tình của cõi đời này. Sẽ dùng đến lý lẽ và sự suy luận trước khi chọn con đường của mình và sẽ để cho cái ký ức của dị vãng nó dìu dắt cùng với những lời kết luận do ký ức đó sinh ra. Như vậy, chúng ta nói rằng y có một ý chí cương quyết vì y không để cho những trường hợp đầy đưa, vì y không tuân theo những sự đột phát của cảm xúc và không giống như một con thuyền bị dòng sông lôi cuốn đi, bị đưa trôi đến nơi này, nơi khác. Tùy theo chiều gió thổi, y giống như một cái thuyền do một người thủy thủ lành nghề điều khiển. Y biết lợi dụng những ngọn gió và những dòng nước để lái con thuyền về phía của ý muốn. Biết dùng ý chí như một bánh lái để giữ con thuyền trên con đường mà chính y đã lựa chọn. Có được một ý chí cương quyết thay vì một ý chí yếu đuối, đó là dấu hiệu sáng tỏ nhất về sự phát triển tuần tự của con người và của sự tăng trưởng của cả tình y.